Chào các bạn. Bây giờ là 17 giờ 24 phút, tức là gần 5 rưỡi rồi, chiều. Mình tiếp tục bỏ cát, thay đất cho cây dưới. Cây này khai thác từ mùa hè năm ngoái, tức là gần 1 năm rồi. Thì năm ngoái, thời gian mùa hè mình khai thác khá nhiều. Những cây nào mà nó bình thường thì mình dâm ủ tập thể, như sáng nay mình làm một cây. Còn những cây nào mà nó lạ, nó đẹp, cảm thấy ưu tú, cưng một chút thì mình dâm riêng. Cây này đều tất cả năm ngoái mình dâm đều không tưới nhá, sau khi mọc mình mới tưới. Bây giờ mình bỏ cát ra, mình thay đất. Rồi bỏ cát ra mình thay đúng dáng của nó, giống như cây sáng nay. Tức là mình để không đúng dáng rồi nhá, bây giờ mình mới cho đúng dáng. Bây giờ mình bỏ tất cả cát ra, rồi tiếp tục mới làm. Mình đã bới xong cát. Kế hoạch của mình là làm cây dị. Còn nếu để như này cũng là một cây dị các bạn ạ. Tuy nhiên nó chỉ cây dị bình thường, mình làm dị và dị nó kỳ hơn, mình vẫn chọn lộn đầu nhé các bạn nhé. Thế bây giờ mình sẽ nói quá trình cấu tạo của cây này. Cây này sẽ là sau mình sẽ làm cây lộn đầu. Còn kỹ thuật dâm của mình thì mình đã chia sẻ với anh em rất nhiều rồi. Thứ nhất mình để chất trồng tốt ở dưới nhé, đây. Chất trồng tốt ở dưới. Tiếp theo mình để cát to, cát bê tông đây. Mình để trên, rồi bắt đầu mình để cây xuống. Để cây xuống. Còn cây này đây chính là phần trên nhá, phần gốc. Nó mọc rễ lộn lên. Nó lại lộn xuống, vòng vào, xong cuối cùng rễ lại xuyên lên đây. Vậy gốc rễ chung với nhau. Cái phần rễ đây. Thì bây giờ mình sẽ trồng lộn đầu các bạn ạ. Cái phần gốc của nó bây giờ, phần ngọn trên ấy, nó mọc rễ rồi. Đây rễ rất nhiều. Và phần ngọn rễ dưới thì rễ càng nhiều nữa. Rất nhiều rễ to, có như rễ to bằng ngón tay cái rồi. Đấy. Nếu như trường đẻ này cũng là một cây rất là kỳ. Nếu như chỉ cần đẻ này đây, bây giờ các bạn chỉ việc cho đất vào thôi. Còn cẩn thận hơn các bạn là lấy nước xịt sạch, xả hết đất đi cát đi nhá. Nhưng mình chưa xịt ngay bây giờ, bởi vì mình tận dụng cát này. Bây giờ mình dùng xe rùa mình hót cát này gọn đã, rồi dùng máy nước mình xịt sạch đi, rồi mình cứ lấp lại bây giờ. Còn tại sao bây giờ mình chưa làm đúng dáng ngay? Ngày sau dáng nó mình muốn đánh đổ đây này. Đây. Đây ngày sau sẽ là cái gốc của nó nhá. Ngày sau cái rễ lại thành cái ngọn. Thế mình sẽ đánh đổ xuống đây. Đánh đổ xuống đây. Để tạo thành một cây huyền. Như huyền kỳ. Tức là cái ngọn của nó chính là cái rễ bây giờ. Nó lại vắt lại gốc. Và vắt lên. Tạo như một cây gọi là long thăng ấy. Đấy. Có nghĩa là cái gốc của nó đây. Sẽ đổ xuống. Xong lại cái ngọn nó lại, vòng lên gốc, vòng lên. Nhưng bây giờ mình chưa đánh đổ được, đánh đổ nguy cơ cây sẽ chết. Bởi vì thứ nhất, cái gốc của nó đây, nó chưa có rễ. Nó chưa có rễ, nó một hai rễ tơ thôi. Đấy. Mình phải nuôi cái bộ rễ này, làm sao nó to, nó đủ khỏe. Thì ngày sau mình đánh lộn cái này thành xuống được. Đây, những rễ này mình nuôi to. Thì có thể mình phải nuôi thêm 1-2 năm nữa. Đây này, những rễ này phải nuôi to. Để ngày sau mình lộn xuống đấy, lộn xuống mà. Còn cái này thành ngọn. Thì bây giờ đây mới là cái rễ của nó, cho nên bây giờ rễ nó mọc rất khỏe. Thì bây giờ mình lại chấp nhận mình nuôi. Bây giờ mình nuôi mình lấp vào. Rồi những rễ này mình sẽ hạn chế và mình nuôi rễ này to hơn. Có thể những rễ bên này mình bấm hết đi, mình chỉ để rễ bên này thôi nhá. Những cái rễ bên này mình sẽ bấm hết, mình chỉ nuôi rễ cây bên này thôi. Đấy, để cho nó ưu tiên rễ bên này. Còn thân lá trên mình kệ nó nhá. Thân lá trên mình để cho nó mọc tự nhiên. Để cho nuôi cái bộ rễ để phát triển. Còn rễ bên này mình sẽ bấm hết đi. Mình chỉ để lại một cái rễ to này thôi. Bởi vì cái rễ to này ngày sau có thể mình uốn nó xuống thì nó vẫn là một cái rễ. Cũng là một cái rễ nữa. Tức là kỳ ở chỗ đấy. Ngọn nhưng lại có rễ bám một gốc. Đấy. Còn những rễ này bỏ đi nhá. Để cho nó ép rễ bên này mọc. Còn những rễ bên này phải giữ lại hết. Đấy, giữ lại hết. Thì bây giờ mình sẽ hót sạch cát này đi. Để dọn về. Rồi mình dùng nước rửa. Mình rửa sạch. Rồi mình lại lấp đất lại. Tất nhiên mình lấp không cao nữa, mình lấp vừa vừa thôi. Vì ngày sau những cành này cũng là một phần thân của cây này. Như mình dâm. Để cho mọc phải dâm cái này. Để chơi hàng công phu phải kiều kỳ một tí. Có thể chỉ mấy năm, 3-4 năm chỉ nuôi được bộ gốc thôi. Nhưng khi bộ gốc nó khỏe rồi, là chúng ta nuôi thân cành thì rất là nhanh. Cảm ơn các bạn xem video. Chúc các bạn buổi tối ăn cơm ngon miệng, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.